Ui, nó bảo có cái máy hút không nổ được là cái nào? Đây, đây, đây. Em, thôi. Nhà có nhiều máy thế nhỉ? Đây, đây, đây. Không nổ được rồi à? Không nổ được, không biết làm sao. Không có tìm được người sửa được. Các cú cú lắm rồi. Chú xem sửa được không? Chắc bị học ở trong này gặp hơi rồi. Sửa mất tầm gần 1 triệu ấy. 1 triệu cũng sửa, tiền triệu cũng sửa. Không thì không có cái gì tốt lúa. Bây giờ phải tháo ra hết để xem. Đó, chú tháo đấy. Không thì không có cái gì làm việc. Mấy cái này cần phải sửa không? Không, cái này vẫn dùng được thôi. Không cần phải sửa đâu. Nhà nhiều máy nhỉ. Vẫn dùng được. Thì sửa cái kia phải không? Ừ, sửa mỗi cái kia thôi. Chú ơi, cái này để ốc. Rồi, chú lấy xin. Không biết, cái này không biết. Hết nhớt rồi. Chả có tí nào. Cái này cũng không biết á. Nhờ chú sửa thôi. Nhà giờ có dây gì buộc đây khênh không? Dây à.
Bây giờ phải khênh xuống xong mới tháo được ra. Thế đợi đi tìm dây đã. Chắc không? Chắc, cái này chắc. Thế bây giờ thì ở dưới. Chắc không hiểu được đâu. Đi giờ mọi người về hộ khanh đấy. Ừ. Chú cũng bắt đổ xuống. Dắt xuống đây. Nặng đấy. Được không? Hai người đúng không? Được. Ui, cái gì co? Tôi rồi có đủ không? Cành rồi rút ra lan xong tỉ rồi đi nhá. Cảm ơn chú nhá.
Chị mấy đó, chú kìa. Chút, chút rồi á. Thank you.
cái hơi họ. Quay phía họ. Rồi. Ở đây nha.
mà kéo tiền này. Thank you.
Dưới không? Ừ, lùi ra một tí cái.
390.000 lấy 200 tiền công thôi. Vừa sửa vừa hộ đấy. Mai có gì là bảo nhé. Vâng, cảm ơn chú nhé. Rồi, cảm ơn. Tối rồi. Chú về nhá. Vâng. Mai cháu khắc nhờ người đẩy vào. Vâng, vâng, cảm ơn chú nhé. Rồi. Chú sửa được luôn cho không?